OK, hello anh em. Chào mừng anh em chào nào với channel của mình. À, mình xin anh em vì trong cái thời gian vừa rồi cái lịch ra video của mình ấy nó không được ổn định, nó không được thường xuyên chưa lắm. Bởi vì cái công việc của mình nó khá là bận rộn anh em ạ. Mình mong anh em có thể thông cảm giúp mình nhá. Mình sẽ cố gắng để khắc phục cái tình trạng này. Mình sẽ cố gắng để thu xếp để làm video cho anh em được nhiều hơn, được thường xuyên hơn anh em ạ. Anh em thông cảm giúp mình nhá và hôm nó trở lại thì mình sẽ bù đắp cho anh em bằng một cái video nó khá là hay ho nha Cái video này thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái ứng dụng nó rất là hay. Ứng dụng này thì nó sẽ giúp anh em những em nào mà không thích uh, chơi, không thích trải nghiệm những uh, cái tự game màn hình uh, dọc như con uh, Evian Hunter Tycoon này này. Đấy anh em có thể sử dụng ứng dụng mà mình giới thiệu cho nhá để anh em biến cái con game màn hình dọc này thành màn hình ngang để anh em có thể trải nghiệm một cách nó uh, theo ý của mình, nó được uh, thích hơn. Đấy bước đầu tiên thì anh em uh, có thể là vào cửa hàng uh, giúp mình nhá. Anh em nào cái nền tảng Android thì anh em vào sát đây nhá. Anh em vào đây thì anh em uh, tìm cái ứng dụng mà uh, có cái từ khóa đó là rotation, rotation control này anh em nhá. Rotation, đây là control. Đấy em nhìn rõ nhá và anh em cài đặt giúp mình à, cứu dụng này nó rất là nhẹ thôi rất là nhẹ nhá em cài đặt xong thì anh em hãy mở lên giúp mình em mở lên thì anh em ở đây có hai mục tích à, mục đầu tiên nó sẽ là à, Cài đặt cái chế độ xoay em ạ cài đặt chế độ xoay và mục thứ hai thì anh em đây là cài đặt tự động à, khi em cài đặt nhá thì những lần sau anh em sẽ không cần phải gọi là à, mở giúp này ra nữa bây giờ mình sẽ thoát ứng dụng ra này, đấy mình thoát ra luôn, thoát hẳn ra luôn. thì uh, những lần sau anh em vào game nhá, anh em có tắt game, anh em vào game lại, thì anh em vẫn có thể cài đặt được nó theo ý của mình, sao mình ngang nhá, đấy. sau đó anh em uh, cài đặt xong anh em sẽ vào uh, và lại game giúp mình nhỉ, và lại game, và anh em vuốt đấy, vứt cái mục này xuống, em thấy không? ở đây thì có rất là nhiều cái mục xoay, em nhìn thấy không? cái mục uh, hình điện thoại đấy. Đấy thì anh em sẽ gọi là lựa chọn cái chế độ xoay Xoay ngang này Đấy. Đó vậy là xoay ngang em Anh em có một màn hình ngang đây Đấy Với màn hình ngang này anh em có thể là quan sát được ba mắt Rất là dễ dàng nhá Rất là dễ dàng Rễ dàng rễ ràng. Đấy anh em có thể nhặt những cái nguyên liệu là những cái nguyên tố. Đấy. Anh em quan sát nó cứ ra là anh em nhận được thôi Nó rất là đơn giản thôi Đấy Rất đơn giản phải không Đấy. Và anh em không thích anh em có thể cài lại Anh em cài lại Màn hình dọc Đấy màn hình dọc đấy Đó Đấy rất đơn giản đấy, anh em ạ Ứng ừ, dụng rất là nhẹ nha anh em và nó không hại gì đến máy của anh em cả nhá mình trải nghiệm thì nó không hại gì cả thì anh em cứ uh, thoải mái đi uh, không chỉ với con ơ uh, ơ cool này đâu với những tự game khác anh em cũng có thể cài đặt uh, theo màn hình ngang này nhá nhưng mà khi anh em cài xong màn hình ngang này anh em có rất nhiều cái lợi nhưng cũng có một số cái hạn chế nhất định đó là khi mà anh em đây này nhận cái thư này anh em không thể nhận tất cả được nhá anh em chỉ nhận từng cá một thôi nhưng mà xem mình dọc vào lại thì anh em có thể nhận được tất cả đó tất cả nói chung là những cái cái gì cũng có cái mặt lợi và mặt hại của nó cả anh em ạ mặt hạn chế của nó mặt lợi và mặt hạn chế đấy cho nên là anh em khi mà anh em muốn sử dụng màn hình ngang đó trải nghiệm bình thường anh em trải màn màn hình ngang có đôi khi mà anh em muốn nhận tất cả một cái gì đó thì anh em hãy chuyển về màn hình dọc để trải nghiệm đó rất đơn giản thôi và anh em xem video của mình thấy hay thì anh em có thể là ủng hộ mình bằng cách là ấn đăng ký kênh giúp mình nhé và like và chia sẻ cái video giúp mình nhá. Ấn nút like anh em ạ. Ấn nút like rất đơn giản phải không anh em? Anh em ấn like giúp mình nhá để cái video của mình có thể là được nhiều người biết đến hơn. Đó mình cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Đó ứng dụng rất là nhẹ rất đơn giản cài đặt rất đơn giản nhưng mà anh em có thể là trải nghiệm được một màn hình nga Đó, nhìn được toàn cảnh của cái con uh, game đó vậy thôi Video mình uh, sẽ kết thúc ở đây anh em nhé Anh em uh, Nhớ ấn like giúp mình nha Mình cảm ơn anh em rất là nhiều Và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau Bye bye